Chào mừng quý bạn đến kênh video Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2021. Thì là cũng tháng 8, đang đầu mùa thu, cũng chuẩn bị vào mùa làm sắn dây nghệ. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý bạn cái mẫu máy xay bát nghệ sắn dây củ rong riềng liên hoàn. Thì cái máy này thì cũng ra đời được 2-3 năm đây rồi, cũng là ra được lâu rồi, nhưng mà hôm nay chúng tôi giới thiệu lại chi tiết cho những quý vị và các bạn, nào chưa biết, cũng như là thông báo cái phần giá cả hiện nay để chúng ta có thể là biết được cái tình hình về giá để chúng ta chuẩn bị kinh tế đấy và sắp xếp để có thể mua máy về sử dụng. Thì đây là máy xay bát nghệ sắn dây liên hoàn này, motor chạy điện 3 kg, điện 1 pha. Thì ở đây là cái phần chân máy này, thì chân máy thì làm bằng thép V thôi. Chân máy thì làm bằng hoàn toàn bằng thép V ở đây. Đấy, khung máy 4 chân này. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, ở đây là có cái phần bệ đỡ cái motor, và xung quanh cũng có bật ốc hết này. Đấy, bật ốc hết. Thì đây ở xung quanh này là có các cái rãnh. Thì chúng ta có thể sử dụng lâu ngày thì cái dây cu loa này sẽ bị nhão này. Thì chúng ta chỉ cần mở ốc này ra. Đấy, cho nó xuống phía dưới thì dây cu loa nó sẽ căng ra. Đấy, thì đảm bảo được cái công suất hoạt động hiệu quả của máy. Đây, động cơ sử dụng cho máy là motor toàn phát 3 ký rưỡi, 3 ký. Đấy, 3 ký, motor toàn phát 3 ký, chạy điện 1 pha. Đây, TP toàn phát. Đấy. Vòng tua của máy là 2900 vòng 1 phút. Motor dây đồng. Thì với motor này thì quý vị và các bạn được bảo hành 1 năm. Đấy, trong thời gian 1 năm mà cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới luôn motor này. Đấy, motor dây đồng. Tiếp theo là phần truyền động của máy. Phần truyền động của máy thì máy sử dụng bằng các dây cu loa như này. Đấy, sử dụng hai dây cu loa bản A1100. Đấy, và cái trên này nó cũng có một cái dây để nối từ cái phần guồng quét này cho lên đến cái phần quả lô. Đấy, hai là ba dây này. Còn đây là về cái phần thân máy, thì về cái chỗ bầu này thì là hoàn toàn bằng inox 304. Chúng ta có thể nhìn thấy inox rất là đẹp ở đây. Đấy, inox rất là sáng bóng. Đây, cái bầu này là bằng inox 304. Còn ở các phần phụ kiện xung quanh này thì là hoàn toàn bằng inox. Đấy, cũng là hoàn toàn bằng inox hết. Chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là cái tấm bảo vệ motor, bảo vệ dây cu loa, bảo vệ ở đây. Đấy, dây cu loa rất là căng, rất là đều ở đây. Ở phía trên này là nơi chúng ta để bỏ cái nguyên liệu vào này, thì bỏ sắn dây, bỏ nghệ rong riềng chúng ta sẽ bỏ vào đây. Thì ở đây nó sẽ có một quả lô bằng inox, nó được cắt gọt, được tạo sẵn các cái vết xước như này. Đấy, thì nó quay với tốc độ nhanh thì nó sẽ có tác dụng là mài cái củ nghệ, củ sắn dây chúng ta ra nhỏ. Đấy. Đấy, quả lô cũng hoàn toàn bằng inox như thế này. Đấy, rất là chắc chắn, phễu vuông vắn rất là đẹp ở đây. Còn ở bên này là cái bầu này là cái bầu lọc của nó. Thì bên trong thì nó có hệ thống là có hệ thống cái chổi này để nó đánh này. Đây, đây là cái chổi đấy để nó đánh, và ở dưới này là nó có một cái túi, một lớp màng lọc. Đấy, thì nguyên lý hoạt động của máy thì như nào? Đấy là lúc chúng ta bỏ nguyên liệu ở trên này, đấy bỏ nguyên liệu ở trên này thì là bỏ sắn dây, bỏ rong riềng trên này. Thì nó sẽ mài nhỏ, nó sẽ đưa xuống bên dưới này. Đấy, cái phần sau đấy, sau đấy đưa qua cái guồng này, cái hệ thống bàn chạy này nó sẽ đánh. Đấy, cái phần tinh bột lẫn nước thì nó sẽ chảy ra theo cái vòi này. Đấy, còn cái phần bã thì nó sẽ đẩy ra đây. Đấy, thì chúng ta hứng ngoài này thì chúng ta sẽ thu được cái phần bã ngoài này. Đây là cái hệ thống ống dẫn nước của máy này. Đấy, ống dẫn nước của máy thì đây, bên này là cái phần đầu vào. Đầu vào thì nó sẽ có một cái ống ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ cắm ống nước. Ống nước này sử dụng ống nước vòi 27. Chúng ta sẽ cắm ống nước vào đây. Đây là nước vào. Đấy, thì ở bên trên này, cái ống nước nó qua đây thì nó sẽ có đục các lỗ ở đây. Thì một phần nước nó sẽ chảy ra vào cái chỗ quả lô này. Đấy, thì nó sẽ rửa sạch ở cái đoạn này. Còn một phần nước nữa nó sẽ chảy ra đây. Nó theo cái vòi này nó chảy xuống. Đấy, nó chảy xuống ở đây. Và ở bên trong này nó có một cái ống dài. Nó có ống dài đến đây. Đấy, thì nó cũng có đục lỗ để nước nó ra. Thì nó để tác dụng là để lấy hết cái phần tinh bột ở trong cái sản phẩm của chúng ta, đảm bảo là ở ra ở cái cửa này thì chỉ còn có bã thôi. Đấy, đây chúng ta có thể nhìn thấy inox rất là mới.
rất là đẹp ở đây. Đấy, còn ở cái phần ốp lưng bằng sau này thì là bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa nguyên sinh cũng rất là bền ở đây. Ở xung quanh được vặn 6 con ốc rất là to. Đây thì khi mua máy ở bên chúng tôi đã lắp sẵn máy cho quý bà con như thế này. Đã được bắn keo silicone các thứ này để hạn chế nước nó ra này. Đấy thì với máy mà về chúng ta vẫn có thể là nhiều máy và dán chưa được kỹ lắm thì nước nó vẫn có thể chảy ra, thì chúng ta có thể là mua thêm cái lọ keo silicone thì cũng giá rẻ thôi, 450.000. Thì về chúng ta sẽ bắn vào đây. Đấy, bắn vào các cái lỗ này thì đảm bảo nước này sẽ không chảy ra ngoài nữa. Đấy, xung quanh rất là chắc chắn. Ở đây thì nó có hai cái núm vặn như này. Hai cái núm vặn này có tác dụng là để bên trong này nó sẽ có một cái tấm inox này. Thì chúng ta vặn cái núm này thì nó sẽ ép cái tấm này vào sát của cái quả lô. Đấy, đảm bảo cho cái quả lô và cái tấm này nó sát vào nhau thì xay cái nguyên liệu chúng ta nó sẽ mài nó mịn hơn. Đấy, mài nó mịn hơn mà cái nguyên liệu thô nó không bị lọt xuống phía bên dưới. Đấy. Thì với cái máy xay vắt sắn dây liên hoàn này thì với là nghệ chúng ta có thể một giờ chúng ta có thể xay được từ 3 tạ đến 4 tạ nghệ củ. Đấy, còn với là sắn dây chúng ta có thể làm được từ 250 đến 300 kg là khoảng 2 tạ rưỡi đến 3 tạ, làm rất là nhanh. Và cái phần bã ra thì rất là sạch, rất là lấy hết được cái phần tinh bột, không bị bỏ phí. Đấy thì sau đây tôi sẽ tiến hành cắm điện lên cho quý bạn cùng xem. Theo máy thì có cái vòi này nữa là để chúng ta hứng ra sâu thì nó sẽ có vòi rụt gà như này nữa. Đấy. Sau đó tôi sẽ tiến hành cắm điện lên này. Máy thì sử dụng điện một pha 220V thôi. Đấy. Thì đây, quý vị bạn mua máy thì chúng tôi đã đấu điện sẵn này. Đấy. Không có automat đâu, nó chỉ có rắc cắm sẵn thôi. Có điện điện sẵn fix cắm sẵn như này. Đấy, fix là cũng fix rất là to. Đấy, motor 3 kg. Đây sẽ tôi tiến hành cắm điện lên. Máy quay rất là nhanh, rất là êm. Các bạn có thể thấy máy quay rất là êm, ổn định, không bị rung lắc. Vì cái này nó quay ly tâm theo chiều ngang cho nên là hạn chế được cái phần là rung lắc của máy. Còn ví dụ như chúng ta sử dụng cái máy vắt ly tâm mà vắt theo chiều đứng thì nó sẽ như thế, nó sẽ văng máy. Còn cái máy này làm chiều ngang như này thì rất là cân đối. Đấy, máy làm rất là êm. Thì quý vị các bạn có nhu cầu mua máy xay nghệ, xay vắt liên hoàn, sắn dây tinh bột nghệ, củ rong riêng. Đấy thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ ở số 1 lô TT3, khu đấu giá Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý vị bạn có thể liên hệ để tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.